Chào mừng các bạn quay lại đến với Plesmi phần 2. Đến nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái nhiệm vụ Plesja hấp môn đến đây. Bắt đầu thôi. Đợt cuối cùng. Thank you.
được cuối cùng. Màn cuối cùng rồi. Thì con boss của Merlin đây thôi, ngày hiện đại. Thank you.
Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tập tới đây. Nếu anh nào thêm video này thì đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên những video tiếp theo. Tạm biệt.